Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp hệ thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 123, truyện xuyên không, Bắc Tống Nhàn Vương. Trên tú lầu, Âu Dương Nguyễn Linh hai tay ôm đầu gối, nhìn lơ đãng ra phía khoảng không ngoài cửa sổ, rồi chốc chốc lại chép miệng thở dài. Lần trước triệu nhân tới phủ, nàng cứ ngỡ hắn đến đây chỉ là vì nàng. Nhưng không ngờ mục đích chính của triệu nhân lại là đến để bàn về công việc của tòa soạn báo với ông nội của nàng. Và hơn thế nữa, triệu nhan hắn đến rồi đi cũng thật vội vàng, không nói với nàng được vài câu. Điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy có chút thất vọng. cơ tỷ đến giờ ăn sáng rồi. Lúc này người tỷ nữ của nàng đang bưng bữa điểm tâm sáng đến cho nàng. Hôm nay Âu Dương Tù từ sáng sớm đã rời khỏi phủ, hôm nay tiết thị dậy tương đối trễ. Nghiên mặt biết được tâm sự của Âu Dương Nguyễn Linh, Do đó đã đem bữa điểm tâm sáng lên túng lầu cho huyền linh. Ờ, nghiên mặt ta biết rồi, mùi cứ để đó, lát nữa tan. Âu Dương huyền linh nhẹ nhàng đáp, nàng chỉ kết lời có vạch, nhưng vẫn ngồi im bất động. Không có thêm cửa trì nào khác, trong khoảng thời gian này nàng vẫn đang chờ đợi triều nhan, để ngày đến để đưa nàng vào cửa, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía triều nhan. Điều này khiến cho trong lòng nàng vô cùng thấp thòm. Làm gì còn tâm trạng nào để mà dùng bữa nữa? Nhìn thấy bộ dạng của tiểu nương tử nhà mình như vậy, nghiên mặt không khỏi buồn miệng ra một tiếng thở dài. Khi mà ông Dương Nguyền Linh đã mắc phải căn bệnh tương tự từ đối với triệu nhàn, thì cũng là lúc bộ dạng nàng trở nên u sầu đến mức cơm chẳng buồn ăn như vậy. Nếu như cứ giữ cái bộ dạng như thế này mãi, e là Uyên Linh chắc chắn sẽ đổ bệnh thôi. Nghĩ đến đây, nghiên mặt nhẹ nhàng đặt bữa điểm tâm sáng xuống bàn rồi tiến tới phía Uyên Linh, nhẹ nhàng nói. Cửu tỷ, bữa dáng sắp nguội rồi, chỉ bằng tỷ tranh thủ còn đang nóng ăn đi thôi nếu không ngộ nhỡ để cho lão gia và lão phu nhân biết được chắc chắn sẽ lại lo lắng vì tỷ mất nghe nghiên mặt nói như vậy ông dương nguyễn linh lại nghĩ đến tổ phụ và tổ mẫu của mình tuổi cũng đã lớn rồi sức khỏe cũng không còn được tốt nữa rồi nếu như để tổ phụ và tổ mẫu vì mình mà lo lắng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thì há chẳng phải mình là kẻ bất hiếu hay sao nghĩ đến đây nàng đứng dậy rồi đi đến chỗ chiếc bàn đang đặt bữa ăn sáng nhìn thấy huyền linh như vậy nghiên mặc vô cùng vui mừng nàng nhẹ nhàng mở chiếc lồng bàn đang đợi bữa sáng kia ra rồi mỉm cười mà nói thời tiết thật oi bức muội biết tỷ trong lòng đang u sầu do đó muội đã làm canh đậu xanh cho tỷ ăn ngoài ra muội còn tự tay mình làm canh hồ tiếu cho tỷ lát nữa tỷ phải ăn nhiều vào nhé nghiên mặc vừa nói tay vừa không ngừng múc canh đậu xanh vào cho âu dương nguyễn linh rồi một lát sau lại đem canh hồ tiếu đến cho nàng âu dương nguyễn linh cầm lấy đôi đũa gắp lấy vài miếng vằn thắn rồi cắn vài miếng nàng lập tức cảm thấy món ăn thật thơm ngon không gì có thể sánh bằng được nàng cười rồi nói với nghiên mặc nghiên mặc canh này có mùi vị rất giống với canh ở vương phủ có phải mùi học nấu món này từ chủ nương của dĩnh muội không <laughs> thật là không thể qua mắt nổi thì thì lần trước muội có để ý thấy tỷ rất thích ăn món này do đó muội đã đến học chủ nương rồi về làm cho tỷ ăn đó chỉ có điều không biết nô tỷ làm có ngon như ở phủ quận vương không nghiên mặc vốn không muốn nhắc đến vương phủ nhưng do huyền linh nhắc đến trước nên nàng cũng thuận theo đó mà nói theo À, nghiên mặc muội cũng thật khéo tay. Canh của muội làm cũng giống với mùi vị món canh ở vương phủ vậy. Chỉ có điều ở vương phủ khi ăn cơm, dĩ nhiên mùi mùi các nàng đều ở đó rất là náo nhiệt. Do đó khi ăn cảm thấy thơm và ngọt hơn. Nói đến câu cuối cùng, Âu Dương Nguyễn Linh lại nghĩ đến cảnh hồi mình còn ở quận Vương Phủ ăn cơm, là nhắc đến bữa cơm ở quận Vương Phủ không hề có quy tắc gì về việc nói chuyện trong bữa ăn cả. Cả nhà ăn cơm trong không khí vô cùng vui vẻ và có phần náo nhiệt. Lúc mới đầu nàng cũng cảm thấy không quen, nhưng sao giờ lại thấy nhớ nhung trong lòng đến như vậy. Nhìn theo Dương Nguyễn Linh lại trầm tư suy nghĩ, nghiên mặt đang đứng bên cạnh cũng cười khổ. Kỳ thật có lúc nàng cũng rất nhớ cuộc sống ở quận Vương Phủ, nguyên nhân trong đó đến nàng cũng không thể nói rõ ra được. Chỉ biết là khoảng thời gian sống ở bên đó thật vô cùng thoải mái, thậm chí có lúc nàng còn rất ngưỡng mộ tiểu độ nha và mịch tuyết của quận Vương Phủ, bởi vì từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy ở đâu người hầu và chủ nhân lại bình đẳng đến như vậy có lẽ vì nghĩ đến quận vương phủ mà âu dương Nguyễn linh chỉ ăn có một miếng hồ tiếu sau đó nàng uống nửa bát canh rồi không ăn gì thêm nữa nghiên mặc khuyên nàng mấy lần xong nàng thực sự ăn không nổi nữa cuối cùng nghiên mặc đành phải thu dọn bữa sáng rồi mang đi về phần âu dương Nguyễn linh nàng vẫn hai tay ôm gối rồi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ cứ như vậy đến trưa nghiên mặc lại mang bữa trưa tới cho huyền linh âu dương Nguyễn linh vẫn như buổi sáng nàng vẫn ngồi u sầu bất động điều này làm cho nghiên mặc vô cùng lo no lắng Thêm nữa bữa trưa Uyển Linh ăn cũng rất ít, thậm chí hơn cả buổi sáng. Nàng chỉ ăn vài ba miếng rồi không ăn nữa. Về việc này Nghiên Mặc cũng đã chuẩn bị sẵn phương án. Nếu như bữa tối Âu Dương Uyển Linh vẫn cứ như vậy, nàng đành phải đem chuyện này bầm với lão gia và lão phu nhân thôi. Tuy nhiên ngay lúc này Nghiên Mặc đem bữa trưa của Âu Dương Uyển Linh thu dọn lại và mang tới nhà bếp rồi chuẩn bị trở về, thì bỗng nhiên thấy nha đầu của lão phu nhân Tiết Thị từ đâu chạy tới với dáng vẻ rất vội rồi chỉ nhìn thấy trên gương mặt của nha đầu đó hớn hở vừa cười vừa nói nghiên mặc mau đi thông báo cho kiều tỷ, quàng giúp quận vương phi tới chơi là phu nhân mời huyền linh tới để nghênh đón quận vương phi đến nghiên mặt nghe thấy a hoàn kia nói như vậy đầu tiên là rất sừng sốt sau đó là vui mừng khôn tả ngay lập tức quay người rồi chạy lên tú đầu mặc dù nghiên mặc không dám khẳng định điều gì nhưng chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà quận vương phi lại đến thăm lão phu nhân và kiều tỷ rất có thể đã đến để bàn về thời điểm rước kiều tỷ về bên đó nghĩ đến đó nghiên mặc trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng bước chạy của nàng ta lại trở nên nhanh hơn chỉ cần định được ngày rước quyền Linh về bên kia thì kiều tỷ sẽ không còn phải đợi chờ trong mòn mỏi như vậy và cái bộ dạng cơm không buồn ăn kia cũng sẽ theo đó mà bay đi cộc 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 tiếng bước chân nghiên mặc gõ xuống nền của căn tú đầu rồi đánh thức tâm tư đang u buồn của âu dương nguyễn linh lập tức ông dương nguyễn Ninh nhìn về phía những bậc cầu thang với ánh mắt có phần không vừa ý cuối cùng nàng thấy một nghi mặc với mồ hôi lăn dài trên trán đang chạy đến mà thưa với nàng rằng cầu thị mau mau chuẩn bị quần vương phi đến thăm đó quần vương phi quần vương phi nào vậy lúc mới đầu ông dương nguyễn Ninh còn không kịp phản ứng mà hỏi ngược lại rốt cuộc quận vương của thành đông kinh này không ít quận vương phi mà nàng quen biết phải đến mười mấy người xong nàng ngay lập tức chợt nhớ ra rồi vội vàng hỏi lại nghiên mặc người mà muội nói tới có phải là dĩnh nhi muội muội không đúng là quảng dương quận vương phi hiện tại đã phu nhân đã ra đón rồi bây giờ chỉ còn đợi cốt tỳ nữa thôi nghiên mặc vẻ mặt vui mừng hớn hở vừa cười vừa nói nàng ta và âu dương nguyễn linh mặc dù về danh nghĩa thì là kẻ trên và tôi tớ nhưng kỳ thực lại thân thiết như là chỗ tỷ muội vậy hiện tại việc hôn sự của âu dương nguyễn linh có tín hiệu tốt rồi vậy nên hơi ai hết nghiên mặc là người cảm thấy vui mừng nhất Huống hồ nàng nghiên mặt này đã từng khẳng định rằng nhất định sẽ đi theo Âu Dương Nguyễn Ninh khi nàng đi lấy chồng. Đến lúc đó nàng ta có thể ở vương phủ cho đến già rồi và cũng không cần phải lúc nào cũng thấy ngưỡng mộ tiểu đậu nha và mịch tuyết nữa rồi. Dạ, yeah, nhanh, nhanh chuẩn bị sơ mi và đem gương lại đây cho ta. Nhìn bộ dạng của ta như thế này, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, mau, mau. Âu Dương Nguyễn Ninh sau khi đã có được câu trả lời chính xác của nghiên mặt, nàng ta lập tức đứng bật dậy rồi nói. Lúc này trên người nàng chỉ khoác bộ quần áo bình thường mặc ở nhà, chứ không phải xiêm y lộng lẫy. Rồi lại thêm bảo đó nữa là việc vì u sầu mà mất ngủ cho nên gương mặt nàng giờ đây có phần tiều tụy. Bởi vậy trước khi đi nàng cần phải trang điểm qua một chút. Nghiên mặt nghe thế vậy thì dạ lớn một tiếng rồi sau đó nhanh chóng đi lấy xiêm y để Âu Dương Nguyễn Linh kịp thay, đồng thời mang đến chiếc gương mà trước đây Triệu Nhân tặng cho Huyền Linh để nàng trang điểm. Sau xuôi đầu đấy cả hai mới vội vàng đi đến chỗ của lão phu nhân tiết thị. Dù sao Tào Dĩnh là nữ quyến trong phủ của Âu Dương Tô không có người con trai nào khác, do vậy sau khi Tào Dĩnh đến cũng không cần phải đón tiếp ở trước đại sảnh nữa, mà được tiếp phu nhân đưa thẳng vào trong nội trạch để tiếp đón. Dĩnh Nhi muội muội đến rồi đã ư, sao không báo trước cho ta một câu để ta chuẩn bị cho chu đáo. Âu Dương Uyển Ninh vừa mới bước vào phòng của Tiết Thị thì lập tức nhìn thấy Tào Dĩnh đang ngồi thẳng tưng với cái bụng nhô cao, ngồi bên bàn nói chuyện với bà nội, về mặt cụ Uyển Ninh tươi tắn, nàng tiến đến nhẹ nhàng nói. <laughs> Tiểu bội đến một lát rồi lại phải đi ngay, do đó không thông báo trước cho tỷ. Mới để Âu Dương tỷ tỷ đây với muội cũng là chỗ thân tình như chị em, không phải là người ngoài. Do vậy muội cứ đến thẳng đây để thăm tỷ và gia đình thôi. Tào Dĩnh nhìn thấy Âu Dương Nguyễn Linh thì lập tức đứng dậy nở nụ cười rồi nói: đúng đấy, Dĩnh Nhi và Nguyễn Linh từ nhỏ đã chơi với nhau, tình cảm có khi còn thân hơn cả chị em ruột đấy chứ. Từ nay về sau lại còn là người một nhà, hệ muốn đến là cứ thế đến, cần gì phải thông báo trước mà làm gì. Tế thì lúc này miệng cười hớn hở rồi nói. Lúc nãy bà cùng với Tào Dĩnh chỉ nói chuyện phím chứ không hề nói đến việc Uyển Linh đến quận Vương Phủ. Sau khi nghe thấy Tào Dĩnh nói Âu Dương Uyển Linh không phải là người ngoài, thì trong lòng bà vô cùng mừng rỡ, bởi vì câu nói đó đã thể hiện được ý tứ trong việc Tào Dĩnh đến thăm nhà của Âu Dương Uyển Linh ngày hôm nay. Âu Dương Uyển Linh nghe thấy vậy mặt cũng ngừng hồng, niềm vui sướng hiện rõ trong ánh mắt, không gì có thể che giấu được. Âu Dương Phu Nhân nói cho cùng, thì việc Uyển Linh về làm dâu quận Vương Phủ đúng là mối lương duyên trời định. Phu quân vốn là đã định giữ quyền linh về quận vương phủ từ lâu rồi chỉ có điều với thân phận của huyền linh như bây giờ khi về quận vương phủ lại chỉ là thiết thì thật bất công đối với tỷ ấy rồi lại thêm mà đó là việc phu quân rất kính trọng âu dương tướng công nhà ta do vậy đã nhiều lần muốn đến để bàn chuyện nhưng rồi lại trùn bước do vậy việc này lại đành phải nhờ ta đến nói với lão phu nhân đây vài câu không biết ý của lão phu nhân ra sao tào dĩnh cười tủm tỉm rồi nói ra những suy nghĩ của mình nghe tào dĩnh nói như vậy quả nhiên là hôm nay đến để bàn chuyện của âu dương Nguyễn linh mặc dù là tiết thì đã sớm đoán trước nhưng lúc này cũng không khỏi thờ phà một tiếng mà nói quận vương là người thiên tài xuất chúng rồi lại biết lo cho gia đình từ trước đến giờ chưa bao giờ đùa hoa bắt bướm ở ngoài nói cho cùng thiếu nữ trong khắp cái thành đông kinh này đều lấy quận vương làm hình mẫu cho người mình yêu thương Quyền linh và triệu nhan cũng đúng là có lương duyên mà theo như dĩnh nhi nói là số trời xe duyên vậy có muốn tránh cũng không được. Hơn nữa năm nay tuổi của Huyền Ninh cũng không còn nhỏ nữa rồi, con gái càng sớm xuất giá càng tốt, ta cũng muốn nắm cháu ngoại lắm rồi. Âu Dương Nguyễn Ninh nghe bà ngoại và Tào Dĩnh bàn về chuyện hôn sự của mình như vậy, thì hai má ửng hồng và đối với chuyện như thế này, tốt nhất là nàng không nên phát biểu gì và càng không nên rời khỏi nơi đây. Do đó chỉ có thể giấu đi sự xấu hổ bằng cách cúi đầu rồi ngồi xuống một bên. Nếu là phụ nhân đã nói như vậy, thì tôi cho rằng chi bằng mùng bảy tháng tới ngày này tôi đã cho người xem đây chính là ngày tốt từ giờ tới lúc đó còn hơn nửa tháng cũng đủ cho cả hai bên chuẩn bị việc hôn sự tào dĩnh lại cười rồi nói vậy mùng bảy tháng sau đi uyển linh mấy ngày nay không có tâm trạng mà ăn uống gì cả hiện giờ đã định được ngày rồi có thể ăn uống bồi bổ cho bản thân được rồi tiết thị nói tới đây thì lết nhìn chiều mến về phía cháu gái mình hóa ra là bà cũng đã biết tình hình của cháu gái mình trong mấy ngày hôm nay trong lòng không khỏi lo lắng Xong bây giờ ngày xuất giá cũng đã được định rồi, vì thế mà làm cho tâm trạng của bà vui hơn hẳn, thế nên mới đem chuyện này ra để nói cho vui. Điều này làm cho ông Dương Nguyễn Linh mặt lại ửng hồng, ngượng đến chín mặt, chỉ biết cúi đầu tìm xem có cái lỗ nào mà chui xuống hay không. Sông biển rộng lớn từ hướng Tây Bắc đổ về, sông biển từ chỗ triệu nhan chia thành một nhánh, và từ đó mà hình thành nên một bãi sông hình tam giác bởi vì nơi đây, đây là nơi sinh sống của vịt trời cho nên mọi người thường gọi đây là bãi vịt trời bãi vịt trời này ngoài yếu tố rất thích hợp cho sự sinh sôi phát triển của vịt trời ra thì điều quan trọng nhất chính là bởi vì nơi đây tôm cá rất nhiều bởi vậy nơi đây là một nơi lý tưởng để câu cá dưới một gốc cây liễu to hai chiếc ghế phản được đặt dưới bóng dâm và lúc này là hai anh em triệu nhan và triệu húc mỗi người đang nằm trên một cái cả hai vừa uống nước hoa quả vừa theo dõi động tĩnh của chiếc phao trên cần câu thỉnh thoảng hai người lại tán gẫu vài câu xem ra thật là nhàn hạ đại ca tiền cống hàng năm tôi đã hủy bỏ rồi phía liêu quốc bên kia có động tĩnh gì không triệu nhan mắt vẫn dẫn chặt vào chiếc phao trên cần câu rồi cười nhạt một tiếng cất lời sau khi quyết định xóa bỏ tiền cống hàng năm đại tống lập tức phái sứ giả đến liêu quốc chỉ có điều thời gian này triệu nhan không mấy chú ý đến việc này vì vậy phản ứng của liêu quốc ra sao hắn cũng không rõ cho lắm <laughs> hoàng đế gia luật tuấn của liêu quốc thật không dễ làm sau khi trải qua nội chiến mọi thứ đều đã đi xuống rồi trong vài năm đừng mang phục hồi được ngoài ra một số thế lực trong nước luôn mang tư tưởng nổi loạn rồi lại thêm việc gia luật trọng nguyên dưới sự giúp đỡ của chúng ta đang gấp rút triều bình mãi mã điều này làm cho gia luật tuấn ắt ăn không ngon ngủ không yên bởi vậy y ngoài việc kháng nghị với chúng ta một chút ra thì cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng mà thôi triệu húc cười rồi đáp lại lời của triệu nhan cứ nghĩ đến bộ dáng phải ngậm bồ hòn làm ngọt của gia luật Tuấn, Triệu Húc cảm thấy trong lòng có phần tự đắc. <laughs> chúng ta do bị sớm phát hiện ra luật trọng nguyên tạo phản, nói cho cùng y phải vô cùng cảm ơn chúng ta. Nếu không thì có lẽ giờ này Giang Sơn của Liêu Quốc đã đổi chủ rồi. Triệu Nhân nghe tới vậy thì cười lớn nói. Kỳ thực những gì Triệu Nhân vừa mới nói quả không hề sai chút nào, Gia Luật Tuấn đúng là phải cảm ơn bọn hắn, bởi vì nếu không có ảnh hưởng của bọn Triều Nhan, thì Gia Luật Tuấn đã phải bỏ mạng dưới tay của Gia Luật Ất Tân rồi, chứ đừng nói là xưng vương nữa. Nghe thấy Triều Nhan nhắc đến việc lúc mới đi xứ, Triều Húc cười mỉm tỏ vẻ ngầm hiểu. Mặc dù lần đi xứ đó gặp rất nhiều trắc trở và cũng đối mặt với công ít khó khăn nguy hiểm, nhưng lại là một trong những việc mà Triệu Húc cảm thấy mãn nguyện nhất trong cuộc đời. Đặc biệt là khi mà nghĩ đến lần y cùng với Triệu Nhan hợp lực, cùng với quần thần của Lưu Quốc đấu tài đấu trí, hai người hợp sức để tạo nên sự hỗn loạn trong nội bộ của nước Lưu, thành tích ấy thậm chí còn nổi trội hơn cả thành tích mà Y Cầm Quân đánh bại nước liêu. Đúng rồi. Nghĩ đến nước Lưu, chợt Triệu Húc nhớ đến một việc, Y nở một nụ cười giả tạo rồi hướng đến Triệu Nhân mà hỏi: "Tam đệ, lần này do luật tấn phái sứ giả đến đại tống ta để đưa chiếu phản đối, nói chúng ta hứa mà không giữ lời, xóa bỏ thỏa thuận tiền duyên năm đó. đương nhiên, kiểu phản đối kháng nghị này chẳng có bất kỳ sự hiệu quả nào. nhưng cái tên sứ giả nước liêu kia lại mang thêm một số thứ có lẽ là gia luật tuấn kia muốn tặng cho tam đệ đó cái gì gia luật tuấn có thể tặng cho đệ thứ gì trợ nhân nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mà đứng phát dậy năm đó khi mới được điều đến liêu quốc làm sứ giả ấn tượng của hắn đối với gia luật tuấn là khá tốt xong sau này nhờ biết từ triệu húc hắn mới nhận ra gian luật tuấn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của y điều này làm hắn càng ngày càng xa lánh gian luật tuấn kể từ đó về sau hai người cũng không còn xuất hiện cùng với nhau nữa do đó chỉ có thể nói là giao tiếp một cách xã giao mà thôi lúc này gian luật tuấn lại đem đồ đến tặng cho hắn vậy nên thật là có cái gì đó khá là khó hiểu trong chuyện này <laughs> nhìn thấy vẻ mặt có phần không tin những điều vừa mới nói được của triều nhan triệu húc khoái chí cười lớn một hồi lâu sau triệu húc mới thôi cười rồi lại truyền giọng hỏi triệu nhan tam đệ sao đệ lại có thể quên được cơ chứ Gia là tuấn vẫn là em vợ của đệ kia mà lần này đồ mà y đem đến để biếu rất nhiều nhưng hầu hết là những thứ dành cho phụ nữ và trẻ em sử dụng căn cứ vào những gì mà tên đại sứ nước liêu nói thì hình như những thứ đó là những đồ cũ đã dùng rồi những thứ đó đều là những thứ mà công chúa trịnh quốc của đại liêu đã dùng lần này mang đến tặng đều là vật hồi nguyên chủ đó thôi ai da. Dạ. Triệu Nhan nghe thấy vậy thì ngây người ra, một lúc lâu sau hắn mới trở lại bình thường. Hóa ra Gia Luật Tuấn cũng đã biết Gia Luật Tư bị mình lừa đến đại tống. <laughs> Gia Luật Tuấn cũng là một kẻ khá là kéo léo đó. Nếu là mang đồ của Tư Nhi đến, vậy ta cũng không khách khí nữa. Lại nói đến Gia Luật Tuấn là cậu của Tư Lăng. Tư Lăng sau khi chào đời y cũng chưa hề mang đến cho thứ gì cả. Lần này coi như là sự bù đắp đi. Nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, Triệu Húc lại cười lớn. Bỗng nhiên Triệu Nhân lại nói tiếp. Đại ca, để có hai đứa con gái, hơn nữa Dĩnh Nhi sắp sinh, nhưng huynh là đại ca lại chưa hề lập gia đình, còn cũng chưa có lấy một đứa, điều này làm đệ lo lắng đó. Triệu Nhan sau khi nói còn cố ý đưa mắt nhìn Triệu Húc, Triệu Húc cũng vậy, cũng đưa ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Triệu Nhan, rồi sau đó cười lớn, nói đầy thâm ý. Tam đệ, chắc chắn là đệ và phụ vương đã nói cái gì đó rồi, nếu không thì đệ cũng sẽ không xen vào việc đời tư của ta, Thấy Triệu Húc đã đoán ra, Triệu Nhân cũng không phủ nhận, thậm chí hắn còn trực tiếp thừa nhận mà nói rằng. Ngày đó, sau khi xem thừa bắn pháo, Phụ Vương gọi cho đệ đến để nói một số việc. Trong đó chủ yếu là thúc giục huynh, nhanh tròn lấy một thái tử phi. Về phần sắp chép hoa chỉ như thế nào, đó chính là việc của huynh vậy. Triệu Húc nghe đến đó thì cười khổ, một lúc sau y mới đáp lời. Tam đệ. Có lẽ ta nói ra, đệ cũng sẽ không tin thực sự là ta chỉ thích có mình Hoa Chỉ mà thôi trước đây mặc dù là ta đã đồng ý từ bỏ việc lập Hoa Chỉ làm phi nhưng bây giờ càng nghĩ lại càng thấy là có lỗi với nàng ấy do đó mới chuẩn bị kéo dài từ ngày này sang ngày khác nghe Triệu Húc nói như vậy Triệu Nhan thở dài hắn có thể hiểu được việc này của Triệu Húc nhưng nếu là hiểu là chuyện của hiểu nhưng Triệu Húc lập thái tử phi là chuyện rất gấp rồi căn bản không thể kéo dài thêm được nữa. Bởi vậy cuối cùng triệu Nhan đành phải cứng rắn mà nói. Đại ca, việc lập thái tử phi, phụ vương đã nhận bộ rất nhiều. Nếu như huynh cứ lần lửa mãi, e là chắc chắn sẽ làm phụ vương nổi giận. Ai da, việc này ta làm sao có thể biết được. Triệu Húc thấy đến triệu nhan cũng nói như vậy, ý đành phải thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đành phải nói. Được rồi, có gì là to tát đâu. Hôm nay sau khi trở về, ta sẽ cùng với phụ vương và mẫu hậu bàn truyền chọn thái tử phi. Xong, tam đệ cảm thấy ta nên chọn ai làm thái tử phi. Điều này làm sao mà đệ có thể biết được? Thậm chí đến ý của phụ vương và mẫu hậu, đệ cũng không biết. Và lại, việc lập thái tử phi là chuyện hệ trọng, liên quan đến cả đời. Tuyệt đối không thể qua lo được, do đó tốt nhất là huynh nên suy nghĩ kỹ xem nên chọn ai. Triều nhân nghe thấy vậy thì xôi tay liên tục. Đùa gì vậy? Việc chọn thái tử phi hắn cũng đã tham gia nhiều lần rồi bây giờ tuyệt đối không nên phát biểu bất cứ ý kiến gì nếu không mai sau sẽ là hậu họa khó có thể lường được nhìn thấy bộ dạng tránh né còn không kịp của triệu nhan triệu húc bỗng nhiên đùa vui mà nói rằng <laughs> phù vương và mẫu hậu chọn ra sáu nữ tử cho vị trí thái tử phi chỉ có điều trong đó có bốn người chỉ như kẻ lót đường vậy căn cứ vào cái luật bất thành văn ở trong cung Thái tử phi nhất định phải được lựa chọn từ Tào gia và Cao gia. Lần này mỗi nhà đều đưa ra một người để ứng cử, trong đó người của Tào gia là đường muội của thê tử đệ, từ nhỏ đã được dạy dỗ, rèn luyện thành một thái tử phi. Về phần nữ tử Cao gia cũng không tồi, dạy dỗ, tài năng học thức và dung mạo đều vô cùng tuyệt vời. Đại ca, huynh nói chuyện này với đệ để làm gì cơ chứ? Bất luận là hôm nay huynh nói gì, để cũng không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào về việc chọn thái tử phi cho huynh được. Không đợi Triệu Húc nói hết, Triệu Nhân đã cắt ngang, "Thái tử phi chỉ có một. Những người được đưa vào danh sách để lựa chọn lại có tới 6 người, và đằng sau mỗi người đều có những sự chống lưng nhất định. Nếu như Triệu Nhân đưa ra ý kiến về vấn đề này, vậy thì bất luận là Triệu Húc có chấp nhận hay không, thì sự việc sau này cũng sẽ đắc tội với không ít người." Điều này quả thực là khiến cho Triệu Nhan không hề muốn chút nào. Hờ, không ngờ Tam Đệ cũng có lúc biết sợ. Mà dù bị Triệu Nhan cắt ngang lời nhưng Triệu Húc không hề tỏ ra bực tức mà ngược lại còn tỏ ra vui vẻ. Đệ không phải là sợ, mà theo cái may, bỏ cái rồi không được sao? Triệu Nhan lập tức phản bác lại lời của Triệu Húc. Hắn quả thực không sợ việc rắc rối, chỉ là không muốn đắc tội. Vì mấy cái việc không đâu, đây là điều mà những kẻ có hiểu biết không nên làm. Được, tùy đệ nói gì đi nữa, xong ta phải nói trước với đệ rằng ta không muốn chọn người nhà họ Tào cũng như người nhà họ Cao làm thái tử phi. Người có hai nhà này tiến cử ta cũng đã gặp qua rồi, mặc dù tài năng, học thức và dung mạo. Lễ tiết, tất cả các mặt đều không có vấn đề gì. Nhưng việc xuất thân từ đại gia tộc là thêm việc từ nhỏ đã nuôi dưỡng để tương lai trở thành thái tử phi. Do đó tính cách kiểu gì cũng có chút kiêu ngạo. Sống người người ta, thế nào cũng có sự cố hút chấp, nếu để mấy người đó trở thành thái tử phi thì thật khó có thể chung sống hòa thuận với cả hoa chỉ triệu húc bỗng nhiên thổ lộ ra tâm tư của mình lập trường chọn thái tử phi rất rõ ràng huynh chọn như thế nào không liên quan đến đệ chỉ có điều huynh làm như vậy sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý sẵn sàng đối phó với áp lực của phụ thân và mẫu hậu đó triệu nhân nghe những lời triệu húc vừa nói xong trong lòng cũng không cảm thấy có gì là bất ngờ bởi vì trong lịch sử hoàng hậu của triệu húc không phải là người của nhà họ tào hay họ cao mà là cháu gái của tể tướng hướng mẫn có người nói tình cảm với triệu húc vô cùng đặc biệt chỉ là không biết nàng có nằm trong danh sách của sáu cô nương được liệt vào danh sách ứng cử cho chức thái tử phi kia hay không mà thôi đương nhiên việc ta không chọn hai cô nàng nhà họ tào và nhà họ cao làm thái tử phi là đắc tội với phụ thân và mẫu hậu nhưng đây là việc ta chọn thái tử phi nếu không ngoài dự đoán thì nàng đó tương lai sau này sẽ là hoàng hậu của đại tống đồng thời cũng là người đi theo ta suốt cả cuộc đời sau này nếu như ta không có cách nào để chọn hoa chỉ làm thái tử phi thì cũng phải chọn một nàng dịu dàng hiền thục chỉ có như vậy mới có thể làm cho hậu cung có được không khí vui vẻ và hòa thuận triệu húc khi nói ra những lời này trên mặt hiện lên rõ vẻ kiên định kỳ thực có những điều triệu nhan chưa hề nói ra ví dụ như mẫu hậu xuất thân từ cao gia tính tình cũng khá là mạnh mẽ thậm chí hắn và công chúa bảo an và công chúa tạo khang cùng mấy người cũng không biết mẫu thân sinh ra của mình. Triệu Húc không muốn gia đình của mình sau này trở nên giống như vậy. Thậm chí y vì điều này mà có chút hơi bóng ma tâm lý đối với con gái của tướng môn. Do đó y đã quyết không lấy con gái của tướng môn làm vợ. Điều này là ca hoàng hậu bất luận thế nào đi nữa cũng không thể nào nghĩ tới được. Triệu Nhan không muốn tiếp tục bàn việc lập thái tử phi với Triệu Húc nữa. Hắn lập tức truyền chủ đề. Đại ca, mùng 7 tháng sau để giữ quyền linh vào phủ, dính như cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đến lúc đó ca nhớ đừng quên đến nha. Ai giả? Dạ? bông mang giả thừa đã mệt chết đi được, giờ lại còn phải đi tìm thiếp cho chồng mình. Có lẽ cả đại thống này chỉ có mình mình là số khổ như vậy thôi. Tào Dĩnh vừa mới về liền kêu khổ với Triệu Nhan, xong còn bỏ cả hai chân gác lên ghế. Ý là để cho mệt Tuyết lại đấm chân cho mình. Nhìn thấy bộ dạng kiểu lão Phật da của Tào Dĩnh, Triệu Nhan quả thực không nhịn nổi cười. Xong hắn cố tình tỏ ra tức giận mà nói. Còn không phải là việc mà các nàng tạo ra hay sao? Ta đã phải lấy mình để bồi thường cho các nàng rồi nhá. Được, đã được lợi rồi lại còn khoai mẽ, câu này đúng là rất thích hợp với phu quân lúc này đó. Tào Dĩnh nghe Triệu Nhân nói như vậy thì ngẩng đầu rồi nhìn hắn. Âu Dương Nguyễn Linh mặc dù là do Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa giúp đỡ một cách tùy tiện, nên mới để hai người này gặp được nhau. Nhưng để quy trách nhiệm đến cùng, thì vẫn là bởi vì lúc đầu Triệu Nhân đã làm hỏng đi danh tiết của Âu Dương Nguyễn Linh. Nếu không thì làm gì có chuyện 18-19 tuổi rồi còn chưa lập gia đình. Đúng rồi, hôm nay phu quân hẹn đại ca đến để câu cá, có phải là để giúp phụ vương dục đại ca mau mau tính chuyện lập thái tử phi? Lúc này Tào Dĩnh mới cất lời, Triệu Nhan có chuyện gì cũng không thể nào giấu nàng ta được. Rốt cuộc Tào Dĩnh không những là một người tề ra mà ngay cả chuyện triều chính nàng cũng khá là thông hiểu. Có một số việc Triệu Nhan không quyết định được chủ ý cũng đành phải nhờ Tào Dĩnh chỉ giáo. À ờ, ừ, đã nói rồi, Đại ca đã đồng ý sau khi trở về sẽ đưa ra quyết định về việc lựa chọn người làm thái tử phi. Chỉ có một số tin có thể nói là không tốt cũng không xấu, nàng có muốn nghe không?" Triệu Nhan trên miệng nở một nụ cười, "Hả? Cái gì mà tin không tốt cũng không xấu cơ chứ?" Tào Dĩnh tỏ ra rất ngạc nhiên rồi hỏi lại Triệu Nhan, "Nói là không tốt bởi vì Đại ca đã nói với ta, đó chính là đường mọi nhà Tào gia của nàng e là không thể trở thành thái tử phi được." Triệu Nhan đáp lại câu hỏi của Tào Dĩnh, đứng trên lập trường của Tào Dĩnh mà nói, thì nàng rất kỳ vọng Triều Húc chọn người nhà họ Tào làm thái tử Vi. Thật đáng tiếc là chú ý này sắp bị thất bại rồi. Sao có thể như thế được? Dòng Tào Dĩnh lộ rõ về thất vọng. Nàng ngẩng đầu rồi quay ra nói với Triều Nhan. Lẽ nào đại ca đã quyết định chọn người nhà họ cao làm thái tử Vi rồi? <laughs> Đây chính là tin tốt. Đó là bởi vì Đại ca đã quyết định sẽ không chọn người nhà họ cao làm thái tử phi, thậm chí còn quả quyết sẽ không lập con gái tướng môn làm thái tử phi đó. Triệu Nhàn nghe thấy Tào Dĩnh hỏi như vậy thì mỉm cười rồi trả lời: Điều này. Tào Dĩnh nghe Triệu Nhàn nói như vậy thì giữ người ra một lúc rồi mới hỏi lại: Đây đúng là tin không vui, cũng chẳng buồn. Nhưng kể ra đại ca cũng to gan đấy, lẽ nào không sợ đắc tội với thái hậu và hoàng hậu? Ai dà, dạ, tính tình của đại ca trước đây chúng ta cũng đã bàn qua rồi. Việc khác thì còn có thể thỏa hiệp. Chứ riêng cái việc cưới hỏi này, thì đại ca quả là con người bảo thủ mà. Thậm chí ta còn đoán rằng rất có thể sự quá mạnh mẽ của hoàng hậu làm cho đại ca có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với con gái nhà tương môn. Vì thế cho nên huynh ấy mới quyết định như vậy. Triệu Nhan đưa ra ý kiến đồng thời còn đưa ra vài phân tích nhận định về tính cách của Triệu Húc và đồng thời còn đoán rằng nguyên do dẫn đến việc này nằm hết cả ở Hoàng hậu. <laughs> chuyện gì cũng có nguồn gốc nguyên nhân của nó cả chỉ có điều e là hoàng hậu không nghĩ đến chuyện đó lại do bái mà gây ra khiến cho đại ca kiên quyết không lập con gái nhà tướng môn làm thái tử phi mà nói cho cùng thế cũng tốt tránh cho hai nhà họ cao và họ tào vì việc lập thái tử phi mà trở nên tranh đấu với nhau tào dĩnh nghe đến đây thì không khỏi bật cười đối với tính cách quá mạnh mẽ của ca hoàng hậu nàng cũng không thích lắm Rốt cuộc nữ nhân mà tính cách mạnh mẽ quá cũng không có liên quan gì cả, nhưng nếu là có mạnh mẽ thì sẽ vô tình làm cho người ta cảm thấy phản cảm. Thậm chí là làm cho triệu nhân và bảo an công chúa cũng không thể gần gũi và hợp tính với mẹ của mình được. À, lẽ nào nàng lại không thất vọng? Triệu nhân nhìn thấy bộ dạng của Tào Dĩnh như vậy thì không khỏi cất đời ngạc nhiên mà hỏi lại. Mà dù Tào Dĩnh đã là thê tử của hắn, tuy nhiên đồng thời cũng là con gái nhà họ tào thế nên cũng phải vì lợi ích gia tộc mà suy nghĩ chứ do vậy theo như suy nghĩ của triều nhan thì tào dĩnh hay tin triệu húc nhất quyết không lấy con gái nhà họ tào làm thái tử phi thì nàng nhất định sẽ có phần hơi bị hụt hẫng chứ <laughs> triều nhan vừa dứt lời thì cũng là lúc tào dĩnh cười phá lên một lúc sau nàng mới thôi cười rồi nói phu quân có điều không biết Tào Nhược đường muội từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để tiến cung là em ruột của Tào Nghe. Ở trong Tào gia là người con thứ sáu, nhưng đường muội của ta từ nhỏ đã không ưa ta rồi. Thậm chí đến mức gọi ta là tứ tỷ cô ta cũng chẳng gọi qua một lời. Bây giờ không được chọn làm thái tử phi cũng là điều tốt. Sau này cũng đỡ phải nhìn thấy cô ấy rồi. Rồi cũng đỡ phải gọi cô ta là hoàng hậu nương nương. Sao lại kỳ như vậy? Chị em nhà nàng cũng có cái chuyện đấy sao? Triệu Nhan sau khi nghe Tào Dĩnh nói như vậy cũng có phần kinh ngạc. Tính tình của Tào Dĩnh có phần khá mạnh mẽ, nhưng đối với anh chị em trong nhà nàng hết mực chăm sóc và yêu thương. Giống như vợ chồng Tào Tung và Hô Duyên mình trước đây gặp khó khăn, nàng hết lòng giúp đỡ, do Triệu Nhan không ngờ rằng Tào Dĩnh rất cuộc cũng bất hòa với chị em trong gia đình. <laughs> Quản Vương không biết đây thôi. Bốn dĩ người trong nhà muốn bồi dưỡng Vương phi từ nhỏ để tiến công, chứ có điều Vương phi từ nhỏ đã rất có chủ kiến rồi, căn bản không thích vào cung, do đó mới quyết cự tuyệt kết quả là trong nhà mới chọn lục tỷ làm người bồi dưỡng để sau này tiến cung làm thái tử phi do đó lục tỷ mới cảm thấy mình kém hơn so với vương phi lúc nào cũng thích so đo tin nạnh với vương phi vậy do đó mới đến nông nỗi như hiện nay lúc này Mịch tuyết cũng đấm chân cho tào dĩnh tùm tìm cười lắm miệng tào dĩnh đưa mắt lườm Mịch tuyết xong cũng không hề có ý trách móc gì nàng hầu này nói cho cùng nàng cũng đâu có thể bụng chuyện này thậm chí sau đó nàng còn đùa với Triệu nhan rằng Phu quân nghe rõ chưa? Thiếp suýt chút nữa đã trở thành chị dâu của phu quân rồi đó. Ôi chào hoàng tàu, xin nhận của tiểu đệ một lệnh. Triều nhân làm ra vẻ khom lưng người xuống rồi nói với Tào Dĩnh. Hắn thật không ngờ Tào Dĩnh lại trải qua những giai đoạn như vậy. Nghĩ cho cùng cảm thấy cũng thật là kỳ quái. Trong số những chị em của nàng, thì Tào Dĩnh đương nhiên là đứng đầu về dung mạo. Tại Đức càng có ít người bị kịp. Bình thường khi có chuyện gì, Triều nhân hắn đều tham khảo ý kiến của Tào Dĩnh. Do đó nếu như nàng đúng là vào cung thật thì thật đúng là một mẫu nghi thiên hạ. Có lẽ người nhà họ Tào cũng đã nhìn ra được điều này cho nên từ bé đã sớm bồi dưỡng cho Tào Dĩnh. Thật đáng tiếc là Tào Dĩnh lại chẳng hề có chút hứng thú nào với việc này cả. Hơn nữa tính tình của nàng cũng có phần cương nghị, thế nên những kẻ như Tào Dụ không dám ức hiếp nàng. Muốn chết hả? Bé bé cái miệng thôi, không người ngoài người ta cười cho bây giờ. Tào Dĩnh thấy Triều Nhan nói có phần hơi to, nàng liền lập tức đấm một cái vào ngực của Triều Nhan rồi nhắc nhở. Bản thân nàng sau đó cũng thấy tức cười, thế là lại cười phá lên. Chuyện phiếm với Tào Dĩnh vài câu, lúc này Triệu Nhân lại quay sang nói với Mịch Tuyết. Mịch Tuyết, thời gian này ngươi cùng với Ninh Nhi, Tư Nhi, ba người vì trong coi nhà cửa mà vất vả rồi. Trong nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ, có gặp điều phiền phức gì không? Nghe thấy Triệu Nhân hỏi về vấn đề trong nhà, Mịch Tuyết mỉm cười rồi thưa. Đa tạ quận vương quan tâm, chỉ cần quận vương ở nhà thì dù có chuyện rắc rối gì đi nữa cũng sẽ trở nên không có vấn đề gì cả. Mịch Tuyết vừa nói đến đó, hai hàng lông mày của nàng bỗng nhiên trong lại, hình như là đang chợt nhớ ra điều gì đó, rồi lập tức thưa với Triệu Nhan. Ờ, có một việc thực ra cũng không hẳn là phiền phức cho lắm. Chỉ có điều nô tỳ cùng với hai vị tỷ tỷ quản không nổi nên cũng đang muốn bẩm báo với quận Vương Phi đệ ạ. Hả? Có chuyện gì mà cái nhà nhỏ này như thế cũng khiến ngươi quản không nổi? Triệu Nhân nở nụ cười rồi hỏi. Mịch Tuyết là trợ thủ đắc lực của Tào Dĩnh, thế nên mọi chuyện trong ngoài đều do nàng non điệu. Vậy nên tiểu đội nha mới thường hay gọi nàng là bà già tiểu quản gia. Dạ, yeah, nhất định là tiểu đội nha gắn biệt danh cho nô tỳ đây mà, ta đã có nghe muốn chết. Nghe thấy cái biệt danh bà già tiểu quản gia, Mịch Tuyết lập tức đoán ra ai là kẻ đặt biệt danh cho mình, sau đó mặt nàng xịu xuống tỏ vẻ không bằng lòng. <laughs> ta thấy cũng hợp với nhà người đấy chứ, sau này cứ gọi là bà già tiểu quản gia đi. Tào Dĩnh che miệng lại cười ha ha rồi nói. Từ lúc mang thai đến giờ, tính cách của nàng vô cùng hoạt bát, rất hay trêu đùa với mịch tuyết các nàng. Vương Phi, Vương Phi sao có thể vào hùa với tiểu đậu nha như thế được? Mịch tuyết thấy Tào Dĩnh cười giễu mình như vậy thì cũng tỏ ra là không đồng ý cho lắm. Rốt cuộc nàng tự dưng lại tạo cơ hội cho Tào Dĩnh được một phen trêu đùa. Sau một hồi bị trêu đùa, Mịch Tuyết mới có cơ hội để tiếp tục nốt câu chuyện lúc nãy của mình. Nàng trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Quan Vương, Vương Phi, Mặc dù năm ngoái chúng đã mở thêm vài xưởng làm đồ hộp, nhưng bất luận là quân lính hay là dân thường, nhu cầu của họ đối với những thứ này là rất lớn. Nhưng xưởng làm đồ hộp của chúng ta đến nhu cầu của quân đội còn chưa đáp ứng được. Do đó thời gian này triều đình luôn thúc giục bọn nô tỳ đẩy mạnh sản lượng sản xuất. Nhưng đây không phải chỉ là việc cần nói một tiếng có thể xong được. Nô tỳ và hai vị tỷ tỷ bàn bạc mấy ngày hôm nay rồi, nhưng tuyệt nhiên chưa thể tìm ra giải pháp được. Mở rộng thì có gì là khó? Nếu không mở rộng được thì ta mở thêm nhiều cơ sở nữa, Triều Nhan nghe đến đó thì đáp lời với vẻ khó hiểu. Tiền trong phủ hiện không thiếu cho nên theo như hắn nhìn nhận thì việc này chẳng có gì là khó. Quản vương có điều không biết đó thôi. Đồ hộp của chúng ta phân nằm hai loại. Một là hoa quả đóng hộp, hai là thịt hộp. Trong đó hoa quả đóng hộp thì còn được. Vì mấy năm gần đây sản lượng hoa quả cho thu hoạch rất tốt. Tuy nhiên thịt hộp thì lại không được như vậy. Hiện tại các loại thịt ở Đông Kinh đều là do nơi khác vận chuyển đến. Giá vận chuyển không phải là ít mà số lượng vận chuyển đến thì ngược lại cũng không phải là nhiều. Hiện tại nguyên liệu để chế biến thịt hộp có phần không đủ. Vì vậy nếu như tăng thêm các cơ sở sản xuất thì là sẽ phải đối mặt với việc thiếu nguyên liệu thịt. Mịch Tuyết giải thích với Triều Nhan. Thì ra là vậy, ta cũng thật là quên mất điểm này. Triều Nhan nghe đến đây thì có vẻ như sực nhận ra. Thời đại này không chỉ có việc giao thông không thuận tiện mà còn cả việc bảo quản thịt sao cho tươi ngon cũng là một vấn đề. Do đó việc vận chuyển các loại thịt cũng chỉ có thể vận chuyển những loại thịt như là thịt dê hay thịt lợn. Hàng tập kết đến nơi rồi mới đem xẻ thịt. Cứ như vậy thì không chỉ số lượng vận chuyển có hạn mà tiền vận chuyển cũng rất là cao. Ai da. Trước đây ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này rồi nhưng thật không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lúc này Tào Dĩnh cũng thở dài một hơi. Lúc mới đầu mở xưởng chế biến đồ hộp nàng cũng nghĩ đến vấn đề nguyên liệu. Chỉ có điều là đồ hộp lại được đón nhận nồng nhiệt đến thế làm cho cầu vượt quá cùng. Chỉ vẹn vẹn, một năm thôi mà con đường phát triển của sừng đồ hộp như thế là đã đến cái nút thắt cổ trai rồi. Vậy tại sao không đến những nơi có nguồn nguyên liệu thịt rồi rào để mở sướng? Triệu Nhân hỏi lại. Nghe thấy Triệu Nhân nói như vậy, Tào Dĩnh và mình Tuyết đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng đồng thanh mà rằng ý của phụ quân quả là tuyệt, nhưng cũng vấp phải hai vấn đề lớn cần giải quyết đó. Nguyên vật liệu xung quanh kinh thành không đủ cung ứng cho lượng tiêu thụ của sừng sản xuất đồ hộp, Đối với vấn đề này, Triều Nhan cho rằng cách giải quyết tốt nhất chính là mở xưởng sản xuất đồ hộp ngay tại nơi cung cấp nguyên liệu. Nhưng Tào Dĩnh lại nói nếu muốn mở xưởng ở những vùng khác thì phải giải quyết hai vấn đề nan giải. Lúc đầu Triều Nhan có chút chưa hiểu rõ cho lắm, sau khi Tào Dĩnh giải thích qua, lúc này hắn mới biết vấn đề nan giải phải đối mặt khi muốn mở rộng xưởng sản xuất đồ hộp. Đầu tiên là vấn đề con người. Quần vương phủ của Triều Nhan kỳ thực mới xây có vài năm, nội tình bên trong căn bản là không có nhiều. Cũng may là có phúc lão quản gia hết mực trung thành đối với quản sự và tôi tớ ông đều cung cấp cho họ đủ cả. Chỉ có điều quản sự và bầy tôi tớ đến vương phủ chưa được mấy hơi, căn bản không thể nuôi dưỡng thành những kẻ trung thành được. Để những người này ở lại kinh thành làm việc thì được. Nếu như để họ mang thêm một số tiền lớn ra vùng ngoài để phục vụ cho việc mở rộng quy mô của xưởng sản xuất, thì về cơ bản không thể là yên tâm được. Còn như đội quản lý và thuộc hạ đã đi theo Tảo Dĩnh từ trước tới giờ thì không có vấn đề gì. Nhưng cùng với việc mở rộng cơ nghiệp, trong phủ triều nhan những người này đều đã đảm nhận những chức vụ quan trọng rồi, về cơ bản là không thể đi được. Ngoài vấn đề nhân công ra còn có một vấn đề khác đó chính là vấn đề an ninh. Đại thống bản chất là một nước canh tác nông nghiệp nhưng vùng cung cấp thịt lại không tập trung. Do đó hiện tại sau khi đã đánh bại Tây Hạ, nơi đó lại là nơi có rất nhiều dân tộc làm nghề chăn nuôi. Bởi vậy có thể mua được một lượng lớn thịt ở đây đây với giá rẻ. Tuy nhiên đáng tiếc là Tây Hạ vừa mới được bình định, khắp nơi đều có sự xuất hiện của bọn lưu manh trộm cướp, như vậy cũng coi như là sản xuất xong đồ hộp, thì e rằng cũng không dễ dàng gì mà vận chuyển đi. Vô quân, hai điều này chỉ là vấn đề lớn nhất trong việc mở sừng sản xuất đồ hộp ở những vùng bên ngoài. Ngoài ra còn có một vài vấn đề nhỏ nữa, tuy nhiên những vấn đề đó đều có thể tìm cách giải quyết. Nhưng hai vấn đề lớn nhất kia lại không có cách nào để giải quyết cả. Do đó muốn mở sườn ở những vùng bên ngoài về cơ bản là không thực tế. Tao dĩnh thở dài rồi nói, bởi vì sự hạn chế của nguyên vật liệu không có cách nào hợp lực để giải quyết, điều này vẫn cứ chẳng khác gì việc trong tay có rất nhiều vàng bạc châu báu nhưng không tiêu được. Cái dư vị này không cần nhắc đến cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Vương Phi nói rất đúng. Đồ hộp của chúng ta nhận được nhiều sự hoan nghênh trên thị trường, đặc biệt là những người ở vùng khác đến đều rất thích mua đồ hộp của chúng ta làm đồ ăn. Vừa rẻ mà hương vị lại thơm ngon. Chỉ có điều đáng tiếc là sản lượng có hạn, nguyên vật liệu không đủ, do vậy hiện tại chỉ có thể sản xuất được hoa quả đóng hộp. Hoa quả đóng hộp bán chạy nhất là vào mùa đông và mùa xuân, mùa hè và mùa thu có hoa quả tươi nên mọi người sẽ không đi mua hoa quả đóng hộp mà làm gì. Mịch Tuyết nói với giọng oán thán, không đúng, cách nghĩ của hai người dường như đang đi đến chỗ sai lầm rồi đó. Mở sườn ở vùng khác không phải là hoàn toàn không thể, chỉ có điều hai người không muốn suy nghĩ mà thôi. Triệu Nhan nghe xong bỗng trầm ngâm một lúc rồi cười nói. Sao có thể như thế được? Chúng ta đây đã nghĩ vắt óc ra rồi, nhưng vẫn không tìm ra được biện pháp để giải quyết. Sao có thể là không sẵn sàng suy nghĩ được? Mịch Tuyết nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng ở mức nói, Nàng ta cứ tưởng là Triệu Nhân sẽ trách móc nàng không nỗ lực, thế nhưng nàng vì quán xuyến công việc của quận Vương Phủ mà khoảng thời gian này ngày nào cũng thức khuya, dậy sớm, đến thời gian để nghỉ ngơi cũng rất ít. Nhìn thấy biểu hiện có phần ấm mức trên gương mặt của Mịch Tuyết, Triệu Nhân lại cười ha ha mà nói rằng, Mịch Tuyết, ngươi không cần phải cảm thấy ấm mức, ta không hề cố ý nói ngươi không nỗ lực, mà là ta muốn nói ngươi và Dĩnh Nhi đã xa vào sai lầm. Kỳ thực các ngươi chỉ nghĩ đến cách sản xuất đồ hộp một cách độc quyền, rồi sau đó là thu được lợi nhuận lớn nhất chính bởi thế mới cảm thấy vấn đề mình gặp phải không có cách nào giải quyết thế nhưng nếu nghĩ mở hơn một chút ví dụ như chúng ta hợp tác với người khác chẳng hạn vậy thì lúc đó vấn đề mà hai người vừa mới nhắc tới ắt sẽ không còn là điều khó khăn nữa rồi không được tào dĩnh và mịch tuyết vừa mới nghe đến hai chữ hợp tác thì dường như không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh mà nói Sừng sản xuất đồ hộp là thứ có thể kiếm được nhiều tiền nhất trong vương phủ. Thậm chí hai nàng còn sớm lên kế hoạch song xuôi rằng sau này sừng sản xuất đồ hộp sẽ được truyền từ đời này sang đời khác và trở thành tổ nghiệp của vương phủ. Cũng giống như nhà họ ca và nhà họ tào kinh doanh than đá vậy. Bởi vậy cho nên cả hai nàng từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải truyền phương pháp chế tạo cho người khác. Nhìn thấy tào dĩnh và mịch tuyết cả hai trông giống như là gà mẹ giữ thóc vậy. Điều này làm cho triệu nhan không khỏi cảm thấy tức cười. Hắn lập tức lên tiếng giải thích. Hai người đừng có vội cuốn quyết lên như thế. Kỳ thực ngay từ đầu, ta đã không có ý định bảo mật kỹ thuật sản xuất đồ hộp. Thứ nhất là sản xuất đồ hộp không hề khó, mà cho dù chúng ta có giữ bí mật thế nào đi chăng nữa thì e là sớm muộn gì cũng sẽ truyền đi thôi. Thứ hai là đồ hộp chủ yếu là dùng để giữ cho thực phẩm được tươi ngon. Cái đó người ta gọi là dĩ thực vi thiên. Nếu như chúng ta cứ khư khư giữ lấy kỹ thuật sản xuất đồ hộp, thì e rằng sẽ dẫn đến sự không vừa lòng của rất nhiều người. Bởi vậy chỉ bằng trong mấy năm này chúng ta dốc sức cho việc cực đại hóa lợi nhuận từ đồ hộp đi, Lắng nghe hai lý do mà Triệu Nhan vừa nói, Tào Dĩnh và mình Tuyết bỗng trở nên trầm ngâm. Kỳ thực hai nàng cũng đã sớm biết đến những điều này. Chỉ có điều là bởi vì lợi nhuận quá lớn của sừng sản xuất đồ hộp mà làm cho cả hai cố ý lờ đi điểm này. Thậm chí còn muốn độc chiếm lợi nhuận từ đồ hộp mang lại. Chỉ có điều cách nghĩ này tuy là tốt đó, nhưng lại quá ư là không hợp với thực tế. Dù sao thì lợi nhuận từ việc sản xuất đồ hộp là rất lớn, về căn bản là quận vương phủ của Triệu Nhan không thể một mình mà nuốt hết được. Vô Quân lợi nhuận từ việc kinh doanh đồ hộp đem lại đã vượt qua cả lợi nhuận từ việc kinh doanh xà phòng giờ đây chúng ta lại đem đi để cùng chia sẻ với người khác kỳ thực là ta không nỡ lẽ nào lại không còn cách nào khác nữa rồi sao lúc này tào dĩnh lại nói với giọng rất nhẹ và dịu dàng ánh mắt mà nàng ta đang nhìn triệu nhan cũng mang theo cả sự chờ đợi hy vọng triệu nhan có thể nghĩ ra được cách làm thỏa mãn cả hai bên đương tự không nên quá tham lam hơn nữa chúng ta hợp tác với người khác về kỹ thuật sản xuất đồ hộp thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng chiếm vị trí cờ trên rồi Trần Nhan nhìn đến đây thì không khỏi nở nụ cười méo sạch. Hắn cũng là người thôi, chứ không phải là thần đâu. Đối với việc sừng sản xuất đồ hộp, ngoài cách hợp tác cùng với người khác ra, kỳ thực nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác khả dĩ hơn cả. Nhưng mà cứ cho như là nắm được vị trí cờ trên khi hợp tác với người khác đi. Nhưng hễ cứ nghĩ đến việc lợi nhuận của chúng ta giờ đây phải phân chia cho người khác. Nô thì trong lòng cảm thấy thật đau đớn. Mình tuyết tỏ ra không được đồng tình cho lắm rồi nói. Cô nàng này quả thực không hổ danh là lớn lên từ nhỏ với Tào Dĩnh, Riêng về mặt giữ của thì giống nhau như đúc vậy. Có một chút tiền tài thì có là gì? Các ngươi nếu như là cảm thấy việc chia sẻ lợi nhuận với người khác là quá đáng tiếc, thì như thế này được không? triệu nhan lúc này trần này ra một ý. Hắn nghĩ tới phương pháp bổ cứu. Hắn mỉm cười rồi nói. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp coi như là các nàng lấy ra để hợp tác với người khác. Ta lại nghĩ ra một số cách khác có thể kiếm tiền, có thể nói là không bằng được so với lợi ích từ đồ hộp, nhưng chắc chắn không hề thua kém so với xà phòng, như vậy cũng coi như là được đi nha. Triệu Nhân tự tin tầm hiểu biết của mình nhiều hơn 1.000 năm so với ngày xưa. Khoảng thời gian 1.000 năm này có vô số các phát minh. Tìm ra một phát minh mới để có thể phát tài thực chẳng có cái gì lớn lao cả. Do đó hắn mới nói như vậy. Tào Dĩnh và Mịch Tuyết đều biết rằng trong đầu Triệu Nhân đều là những điểm vàng của sự phát tài. Cả hai đều nghe thấy Triệu Nhân nói như vậy. Hai mắt đều sáng rực. Bọn họ lập tức gật đầu không hề do dự. Vậy cứ theo như cách mà phu quân vừa mới nói đi. Nhìn bộ dạng của hai kẻ hám tài đang đứng trước mặt mình, Triệu Nhân không khỏi thở dài ngao ngán. Cuối cùng thì cũng đã thuyết phục được hai người bọn họ đồng ý cùng hợp tác với người khác để sản xuất đồ hộp. Kỳ thực sở dĩ Triệu Nhân muốn hợp tác cùng người khác sản xuất đồ đóng hộp, ngoài nguyên nhân bề nổi ra, hắn còn có những dự định ở một tầm cao thâm hơn thế. Chỉ có điều dự định này mặc dù là rất có lợi cho Đại Tống, tuy nhiên dùng để thuyết phục bọn người tào dĩnh thì quả là về căn bản không thông được. Lại nói đến Triều Nhàn, hắn nghe Tào Dĩnh chỉ ra hai điểm khó trong việc mở cơ sở sản xuất đồ hộp ở những vùng khác, thì bỗng này ra một ý. Mặc dù Tây Hạ đã được bình định, nhưng muốn đem vùng lãnh thổ này hoàn toàn bị đồng hóa hết thì quả là một việc không hề dễ dàng gì. Dưới sự quản chế của rất nhiều các mặt như là chính trị, kinh tế, văn hóa, thì cần phải mất rất nhiều năm sau mới có thể trở thành hiện thực được. Trong đó các mặt như là chính trị, văn hóa hắn không thể giúp gì được. Đây đều là những việc của triều đình, nhưng về mặt kinh tế hắn lại có thể giúp được chút ít ví dụ như là lĩnh vực sản xuất đồ hộp nền kinh tế của tây hạ về bản chất chính là kiểu du canh du cư. sản lượng thịt bò và dê hàng năm mà nước này sản xuất được là rất lớn thêm vào đó phía bắc của tây hạ lại là thảo nguyên mông cổ ở hậu thế về căn bản thịt dê và thịt trâu nơi này rất rẻ do đó nếu như mở vài xưởng sản xuất thịt hộp ở vùng này rồi gia công thịt dê thịt bò vốn có giá rất rẻ ở đây thành đồ hộp rồi vận chuyển tới đại tống như vậy một là có thể giải quyết được nhu cầu về thịt hộp của đại tống hay là cũng có thể kéo theo sự phát triển về kinh tế của Tây Hạ. Chỉ cần kinh tế của một vùng khởi sắc rồi lại thêm các biện pháp hành chính, vậy sẽ rất dễ dàng để có thể khiến cho vùng đất này trở nên an bình và ổn định hơn. Đó cũng chính là những gì ở mặt nổi, do đó Triệu Nhân mới ra sức thuyết phục bọn Tào Dĩnh. Chỉ có điều là lý do mà hắn đưa ra mặc dù là quang minh chính đại nhưng đối với bọn Tào Dĩnh thì về cơ bản là không có sức thuyết phục. Bởi vậy hắn mới giải thích từ một khía cạnh khác và cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Trước mắt chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là tìm được một đối tác có đủ lực để hợp tác mở sừng sản xuất đồ hộp tại Tây Hạ. Nương tự, nàng cảm thấy ai có thể đủ sức để cùng chúng ta hợp tác mở sừng sản xuất đồ hộp tại Tây Hạ. Đối với những việc kinh doanh buôn bán, Triệu Nhan không được thần thục cho lắm, bởi vậy hắn mới cầu cứu Tào Dĩnh và Mịch Tuyết. Vậy thì cũng có nhiều lắm, nhưng ta cảm thấy nếu xử lý sừng đồ hộp của Tây Hạ, thích hợp nhất vẫn là tướng môn. Tào Dĩnh lúc này suy nghĩ một lát bỗng nhiên cười rồi đáp, người của tướng môn Triều Nhân nghe Tào Dĩnh nói như vậy biểu lộ ra vẻ trầm tư, rồi hắn chợt như tỉnh ngộ ra điều gì đó rồi quay sang nói với Tào Dĩnh. Rất tốt, quả là ý hay. Gia tộc tướng môn không chỉ có người có tiền, mà hơn thế nữa nó là ảnh hưởng của bọn họ trong quân đội rất lớn. Để đối phó với bọn trộm cướp hoành hành ngang ngược ở Tây Hạ, nhất định phải nhờ cậy vào lực lượng quân đội mới có thể bảo vệ được sự an toàn cho sự sản xuất của chúng ta. Có sự tham gia của gia tộc tướng môn, vậy không còn phải lo lắng về việc quân đội không ra tay giúp sức rồi. <laughs> phụ quân nhìn ra được như vậy là tốt rồi. Nếu như việc này phụ quân nhất định tiến hành, vậy thiếp sẽ thông báo cho phụ thân cùng bác của mình về việc này để hai người bọn họ cho gọi những người nhà của tướng môn đến thảo luận qua một chút xem sao. Vài năm trở lại đây, gia tộc tướng môn cùng năm bè bày màng. Bây giờ lại có cơ hội để kiếm tiền, bọn họ nhất định sẽ tranh nhau mà hợp tác với chúng ta ấy chứ. Tào Dĩnh vừa cười vừa đưa ra ý kiến của mình. Mấy người nhà họ Tào của nàng chính là gia tộc đứng hàng đầu trong tướng môn. Nếu xét về tầm ảnh hưởng thì có lẽ chỉ có nhà họ cao mới có thể so sánh được. Mà dù nói là tướng môn vài năm trở lại đây có phần đi xuống, tầm ảnh hưởng của tào gia kể ra cũng theo đó mà giảm đi khá nhiều, nhưng về tầm số má trong tướng môn thì phải nói là vẫn còn vô cùng mạnh. Được, cứ làm như vậy đi, cũng không cần phải cho người đến nhà phụ thân và bác của nàng để thông báo đâu, ngày mai ta đích thân đi một chuyến đến đó. Triệu Nhân nói với vẻ vô cùng hứng khởi, xong cũng đúng vào lúc này, tao dính lươm hắn một cái rồi nói, "Phu quân chưa có vội mà đi tiến hành ngay việc này, hiện tại trước mắt còn một việc rất gấp rút đang đợi phu quân xử lý đó." Đến lúc đó chỉ là phu quân này phải xa nhà vài ngày rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 123 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 124.